bạn nhỏ, hôm nay chị Chim Xinh lại tiếp tục giới thiệu cho các em một nhân vật trong đội xe biến hình Chichiland đây. Wow, và nhân vật ngày hôm nay của chúng ta đó chính là Michael Tự Tin. Dễ thương quá phải không? Đây chính là anh chàng tự tin nhất trong biệt đội xe biến hình Chichiland đó. Giới thiệu về mặt chiếc hộp, và đây là mặt bên hông. Rồi đây là mặt sau của chiếc hộp nè. Các bạn nhỏ yêu thích Chichiland đội xe biến hình thì chắc chắn không thể bỏ qua những cái hộp lắp ráp Chichiland này đâu. Nào, bây giờ chị Chim Xinh sẽ mở ra ngay cho các em coi ở bên trong nhé. Ở bên trong chúng ta sẽ có gì đây? Như mọi lần chúng ta có một cái hộp và bên trong có rất là nhiều đồ lắp ráp. Wow, rất là nhiều dụng cụ lắp ráp màu đỏ, những cái miếng khối gạch. Và ngoài ra chúng ta còn có một cuốn sách hướng dẫn lắp ráp Michael Tự Tin. Đây. Đó. Với một hộp lắp ráp thì chúng ta có thể lắp được 4 kiểu xe nhé. Đây là kiểu thứ nhất. Đây là kiểu thứ hai. Đây chính là kiểu thứ ba. Và đây là kiểu cuối cùng. Cuốn sách này sẽ hướng dẫn cho các em cách lắp ráp, cho nên là các em đừng lo lắng mình sẽ không biết lắp nha. Chichiland còn có rất là nhiều các nhân vật khác nhau, các em có thể sưu tầm đủ bộ về để chơi nhé. Bây giờ chị Jin Xin sẽ cắt ra và lấy những cái khối lắp ráp này ra để chúng ta lắp thành những chiếc xe mà của Michael Tự Tin nha. Wow, những mảnh lắp ráp màu đỏ rất là dễ thương. Và ngoài ra còn có một nhân vật tí hon đi theo. Đây chính là nhân vật tí hon của chúng ta. Anh chàng này cũng đội một chiếc nón bảo hiểm và có phần kiếng phía trước màu xanh, mặc áo màu xanh luôn và quần màu nâu nhé. Rất là dễ thương phải không? Chúng ta hãy cùng lắp ráp. Lắp kiểu thứ nhất của Michael Tự Tin nhé các em. Đây, đầu tiên là các em hãy sử dụng cho chị Chim Xinh hai miếng này. Đây chính là hai miếng. Và thêm một cái phần mà miếng gạch có con mắt này các em. Rồi sau đó hãy gắn vô đây. Được rồi. Và chúng ta sẽ gắn lên đây nhé. Rồi đó. Tiếp theo chúng ta hãy dùng một miếng gạch để đây. Rồi. Và cuối cùng. Wow, vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong kiểu xe thứ nhất của Michael Tự Tin rồi đó. Rất là dễ thương phải không? Chỉ vài bước đơn giản thôi là các em đã hoàn thành xong Michael Tự Tin kiểu số 1 rồi. Rất là đẹp. Hãy cùng ngắm nhìn Michael Tự Tin nào. Với một màu đỏ rất là nóng bỏng và đôi mắt cương nghị thì Michael Tự Tin trông rất là sành điệu đúng không? Và đặt anh bạn nhỏ của chúng ta bên cạnh Michael nào. Wow, rất là đẹp. Tiếp theo là kiểu lắp ráp số 2 nhé các em. Một miếng. Rồi, tiếp theo. Và bây giờ là gắn con mắt lên.
cuối cùng là phần đuôi. Wow, chưa tới 5 giây mà chị chim xinh đã lắp xong cái kiểu thứ hai của Michael tự tin rồi đó. Rất là đẹp phải không? Bánh xe của Michael tự tin rất là nhạy nha. Chỉ cần đẩy nhẹ một xíu thôi là Michael tự tin đã đi vút 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 rồi. Các em hãy cùng ngắm nhìn Michael tự tin nào. Đây chính là kiểu số 2 nha. Rồi, cho anh bạn nhỏ của chúng ta đứng lại gần nào. Đây chính là Michael tự tin kiểu số 2. Và các em ơi, bây giờ chị chim xinh lại thực hiện Michael tự tin kiểu số 4, kiểu số 3. Nhưng mà kiểu số 3 này là một cái robot nha, cho nên chúng ta lắp ráp robot thì sẽ không cần những cái bánh xe ha. Các em để cho chị hai miếng vuông như thế này. Rồi tiếp theo, đó. Và sau nữa, bây giờ thì các em hãy gắn hai phần bên hông nhé. Chúng ta sẽ quay cái hình ngọn lửa ra ngoài ha. Một bên và bên còn lại. Rồi, đôi mắt sau cùng. Wow, vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong Michael kiểu số 3. Đó chính là một người robot. Rất là đẹp phải không? Đó, có hai đôi cánh là hai cái tay. Và ở dưới là phần chân nhé. Rất là đẹp. Anh bạn nhỏ của chúng ta đâu? Hãy đứng lên trên này ha. Chị chim xinh sẽ cho anh bạn nhỏ là đứng lên trên. Rất là dễ thương phải không nào? Và cuối cùng chúng ta sẽ thực hiện kiểu lắp ráp xe Michael tự tin số 4 nhé. Rồi, tiếp theo, gắn lên đây một cái đèn nào. Và sau cùng, wow, vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong kiểu Michael tự tin số 4 rồi. Kiểu này rất là dễ phải không? Chỉ có vài bước thôi là chị chim xinh đã hoàn thành xong rồi nè. Đó, Michael chạy vun vút luôn nha. Rất là đẹp. Hãy cùng ngắm nhìn Michael tự tin của chúng ta kiểu số 4 nào. Đó, có những cái đèn ở trên ha. Đây là mô phỏng theo xe cứu hỏa. Mô phỏng theo hình ảnh của xe cứu hỏa các em. Và đặt người bạn nhỏ này bên cạnh Michael tự tin nhé. Các bạn nhỏ ơi, vậy là chị chim xinh vừa hoàn thành xong lắp ráp Chichiland đội xe biến hình nhân vật Michael tự tin. Bộ đồ chơi này rất là hay phải không nào? Rất là đơn giản để chúng ta có thể lắp ráp thành những kiểu xe khác nhau của Michael tự tin. Các em có thể tìm mua bộ đồ chơi này tại website đồchơitrẻem.com hoặc là gọi số điện thoại 0979 086789 để đặt hàng nhé. Và nhớ đăng ký theo dõi kênh của chị Chim Xinh để có thể nhận được rất là nhiều những cái bất ngờ và coi được nhiều clip hơn nha. Còn bây giờ chị Chim xin chào tạm biệt các bạn nhỏ. Hẹn gặp lại các bạn trong lần sau.